Nguyễn Thanh Duy ở trên. Để anh xem nào, chiếc cha nó không đi ta. Anh đừng có quay cho em nha, em đang lấy bộ nó lại. Ủa nó không ghi hả? Anh là YouTuber hả? Quay chơi thôi anh. Cái này cứng không? Cứng rồi. Lên sóng nhá. Lên sóng. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Nice. Linh Đông Thủ Đức. Yeah, gọi em là đồ đáng yêu vì hôm nay dễ thương một tí. Dáng người thi 3 mét mẹ đôi còn mang cho mình đôi mắt một quý. Không cần nắng thì em vẫn hiếp nè. Cười thì mắt cũng hiếp nè. Ủa cái đường này sao tên nó kỳ thế nhở? Dạ. Nãy em không biết. Mắt này là mắt. Nên tên cũ. Cũ hả? Thằng nào anh đi vòng 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 mà kiếm không có thấy đâu cả. Ủa hả? Đâu có để ý đâu. Ông này nó hay bút ở đây à? Ông nói anh ta, tí nó đi ra sông luôn á, ra ngắm sông luôn á. Ôi, kho nhỏ đấy, kho nhìn hay đấy. Đấy hả? Em nói anh được cái chục tấn tiền không? 50, đưa anh 50 cho nó tròn. Còn mà tuần có làm có nghỉ chứ. Đấy. Rồi cho anh gửi nhé, anh cảm ơn. Rồi chúc em một ngày làm việc tốt lành. Chúc anh cũng quay tấm nhiều phút. Rồi thôi làm đi nhé. Đúng chùa này hả? Má vô mày đi ổn. Đồ quá. Đồ quá. What? Cái gì nữa? Ba ba. Được rồi, ok. Rồi anh cảm ơn. I'm not a player, 但你从不相信，想把自己 I'm my life, 就爱天有天天拥有我也想nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao hả? Cao quá hả? Ừ rồi. Ô bà mẹ nó lại nhận cho tôi một cái cuốc nữa này, nó nhanh thế nhở? Ô này, tôi đến chịu ạ. Tôi chưa kịp trở tay với cái đơn hàng này nữa mà bây giờ nó đã giao cho tôi rồi. Ủa, kiếm cái số nhà đây nó thế nào với anh em ạ? 386-47. Mình đặt bún thịt nướng phải không ạ? Đúng rồi, bún thịt 65 ạ. Đây, khách không nghe rồi anh em ạ. À mà cái này trả thẻ mà lo cái gì đâu. Giờ cứ lấy đi giao thôi. Mà giao xa thế. Xẹc 1, xẹc 14 Phan Văn Trị á. Không giao rồi. Có cái này là cái gì đây? 1351 xẹc 1 xẹc 4 nó nằm ở đâu ta? Xẹc 1 xẹc 4. Ở ngoài. Ra 13 ra ngoài này ạ. À? À vâng. Em cảm ơn. Ba vậy cái này nó tùm lum hẻm thế này rồi em cảm ơn nhé. Ớn mấy cái hẻm ở trong đây nhỉ. Xẹc 1 xẹc 14. Loạn hết cả đầu. Nó ra đúng đường không ơi trời. 1351 xẹt 1 xẹt 9 này. Xẹt 14 nó nằm ở đâu? Xẹt 1. Ô, chết mẹ nhầm rồi. Tôi lại nhầm. Ôi dồi ôi, sao đông thế. Ui. Chủ đâu đấy anh nhỉ? Đang làm trong. Đang làm á? Đẹp rồi. Đông đấy. Mới gọi là giam. Grab chưa có hả chị? Mấy? 2-3 phút.
của em là bánh tráng với lại... Trời ơi, 20 phút rồi. Sợ thiệt chứ. Mua cái gì đấy? Bánh tráng. Tối rồi còn ăn bánh tráng á? Mấy má mua. Hả? Mấy má giờ còn mua. Mấy má kêu mua, còn có ăn không? Không ăn. Hả? Không ăn thì sao, việc gì phải mua? Má ăn. Má ăn thì bảo má ra mua. Sao lại bắt tội thằng bé đi mua vậy? Có cho tiền không? Ý là cho bằng này á? Cho tiền này mua hết mẹ rồi. Nên sau không đi mua nhá. Ví dụ đấy, khổ ăn mà bắt thằng bé đi mua thế này. Ai bắt cóc luôn bây giờ? Lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 à? Có người yêu chưa? Phải bị ghen à? 4 mà chưa có, thằng này yếu thế nhỉ? Lớp 4 là phải có nha, lớp 5 là phải có nha. Đủ hết rồi phải không chị? Nỗ lực của em hai đơn. Hai đơn này nhanh không vậy? Đủ hết chưa? Kiểm tra kỹ chưa? Ok, thôi đi trước đây. Ôi giời ơi, quá lâu rồi nhà ạ, thật sự là tôi mất gần 30 phút ở cái nơi này để chỉ lấy cái đơn hàng thôi đó. Lâu ghê gớm. Bây giờ là giao khoảng hơn 5 cây số nữa. Trời ơi. À, mình đến rồi đấy, mình ra ngoài lấy hàng giùm ấy. Mấy giao rồi anh nhỉ? À, mới giao xong. Đêm này, người ta gần ngủ luôn rồi. Alo. À, mình đến rồi đây, ngay đầu hẻm đấy. Dạ, đứng đó để em thôi. Em đặt xe đúng không? Ừ. Rồi, em đợi nón vô đi này. Okay. Hôm nay anh có một cái mini game. Hôm nay anh có một có cái mini game cho nên là em sẽ thử thách cùng anh nhé. Rút một trong hai đều có lợi cho em cả. Đéo tin. Ừ, em khui ra. Đấy nhá. Ờ, không phải chấp nhận thôi. Đây là tên anh tặng hoa em trước. À. Ừ. Ok. Bóng lòng ta chúc một nơi trăm muôn khơi bị ôn chỗ nó vòng từ mầm bóng ai lần thứ mơ. Chỉ một lần thôi em nhé. Nhá. Em gửi tiền. Ừ. Không, miễn phí em cốt xe này luôn. Chúc em ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và ý nghĩa nha. Dạ. Ừ, nhớ đánh giá anh 5 sao nhá. Ok, thế nhá, khởi đầu thuận lợi, được một cái ôm nhẹ. Lâu lắm rồi không có người ôm, run quá anh em ạ. Để tao hoàn thành cái đơn này, nó run quá, quên không bấm thì hoàn thành luôn đấy chứ. Nó nhẹ lắm. Bằng cái này á hả? Ừ, mình phụ cho 20 tiền cước. Dạ rồi, bên đấy trả tiền 42.000 đúng không? Đúng rồi, ok. Few moments later. What? Ôi trời ơi. Nên một thùng hay hai thùng ạ? Một thôi ạ. À? Đi nhanh nha. Đơn hàng thứ tư khá là chua. Chết cha rồi, có giao thông rồi anh em ơi. Như này là bị sờ chắc luôn rồi. Ôi dồi, giao thông đang đứng đầy kia kìa. Sao tôi đi ta? Cái này là quá khổ luôn rồi. Thì đây, xa lộ Đại Hàn đấy. Vâng. Ừ.
liều luôn anh em ạ. Đồng thế, may quá, tưởng là chỉ đôi. Hết cả hồn. 24, đây. Ây à, đau lưng quá anh em. À, nhìn này, như này mà không cồng cành thì ông mà nó không bắt mới lạ ấy. Vừa nãy tôi len lỏi mãi tôi mới chui ra được ạ. Có thế chưa? À, anh Thông phải không anh? Em giao đồ á. Em giao đồ, em đang ở 24 đường số 16A đây này. Con chó đẹp này. Này là con Husky à? One eternity later. Dạ alo. Có Bình Hưng Hòa B á. What? Bình Hưng Hòa B hay A? Ủa sao người ta đặt A? Trời ơi. Kiểu gì? Bà mẹ lại nhầm. Là bao nhiêu số bao nhiêu anh? Đường số 10. Trời ơi, sao bây giờ lại trời ơi, cách xa thế. Trời ơi, bà này bà ấy đặt này. Chết em rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Nữa lại sai địa chỉ nữa, bực mình ghê. Tôi mới tháo đồ ra xong, bây giờ lại phải chằng lại. Trời ơi. Bình Hưng Hòa B. Rồi số tôi hôm nay đen rồi. Chán. Rồi đi đây. Bình Hưng Hòa B, B với A nó cách nhau xa lắm. À em đến số, đến ở đây mà không thấy số 24 ta. Ngay chỗ khúc cua mà không thấy số 24 ta. Ủa 16 hay 16A? Ủa 16A á? Sao vừa nãy em hỏi đi hỏi lại anh bảo số 16. Trời ơi. Má khách kiểu gì, vừa nãy nó bảo là 16 rồi bây giờ lại 16A. Are you running? Why are you running? Trời ơi cái đơn hàng này tao điên lắm rồi. Trời ơi. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy thế nhá. Tao đổ trời ơi cái đơn hàng mệt luôn á trời. Bà ấy đặt tít ở dưới Bình Hưng Hòa A kia trời ơi trời, chạy sợ thiệt. Ê. Ê. Nhận tiền mừng quá hả? Mừng quá rồi. Được rồi, cho em gửi. Nãy ship 42 đấy. Được nhá. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh. Xong anh đã có đặt, em bảo đặt thật là kỹ rồi. Bảo, quá vậy chết. Vâng, chết người luôn đấy chứ. Mừng quá rồi. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cái đơn hàng gọi là... Thôi thôi, một sao đi, không nói nhiều. Người địa chỉ sai này, không nói nhiều. Vỗ tay. Bực mình quá rồi. Một đơn hàng mà hoàn thành gần trong vòng hơn một tiếng đồng hồ chứ.